Được ví như Đà Lạt thứ hai và là một trong những điểm đến du lịch quan trọng trên hành trình du lịch qua miền Tây Bắc. Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đang thu hút nhiều nhà đầu tư lớn với một loạt những dự án giá trị hàng ngàn tỷ đồng. Một trong số đó là dự án khu du lịch Mộc Châu Island tại xã Mường Sang của công ty cổ phần du lịch 26 Mộc Châu. Khu du lịch Mộc Châu Island tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, quy mô giai đoạn 1 có diện tích 24 ha với tổng vốn đầu tư gần 800 tỷ đồng. Gồm các hạng mục cầu kính vắt qua hai ngọn núi nối liền với cầu kính đi bộ ven vách đá, đu zip line, trượt water, trượt cỏ, khu vui chơi trẻ em trong nhà và ngoài trời, khu lưu niệm, khách sạn 5 sao, nhà hàng tre lớn nhất Việt Nam, khám phá hang động. Để dự án triển khai đảm bảo tiến độ, chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu đã huy động trên 400 người và máy móc thiết bị hiện đại, thi công và phấn đấu hoàn thành giai đoạn 1 phục vụ khách du lịch vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 năm nay. Thì đến thời điểm hiện tại là về cơ bản các hạng mục chính đã hoàn thành, và từ sau thời điểm Tết đến giờ thì đơn vị cũng tập trung nhân vật lực cũng như trang thiết bị để chia ca kíp đẩy nhanh tiến độ, cũng như là công tác an toàn là quán triệt anh em thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định của nhà nước. Điểm nhấn của khu du lịch là cầu kính Bạch Long với tổng chiều dài 632 m, được chia làm hai giai đoạn. Đoạn 1 dài 300 m, vắt ngang qua hai đỉnh núi, được gắn kết bởi các tấm kính cường lực 3 lớp, thương hiệu Saint-Gobain, Pháp, nổi tiếng thế giới. Bề mặt kính rộng 2,4 m, dài 3,26 m, và mỗi tấm kính có sức chịu tải lên đến 50 tấn. Điểm kết thúc được nối liền với cầu kính đi bộ có chiều dài 332 m, men theo vách núi đá treo leo cao 150 m. Trên cầu được thiết kế những điểm nhô ra để du khách có thể view toàn cảnh và thỏa sức chụp ảnh check-in. Cảnh quan ở khu du lịch cơ bản giữ nguyên được những nét hoang sơ hùng vĩ đặc trưng của vùng núi Tây Bắc. Đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đã hoàn thành được phần lớn các hạng mục công trình của giai đoạn 1. Thì bao gồm cái điểm nhấn đặc sắc và lớn nhất đó là cái cây cầu kính Bạch Long, và đã nộp hồ sơ với tổ chức Guinness Thế giới để xác lập kỷ lục là đường đi bộ bằng kính dài nhất thế giới. Công trình Mộc Châu Island đã và đang được triển khai nhanh chóng thuận lợi và đang bước vào những ngày hoàn thiện cuối cùng của giai đoạn 1. Công trình này hứa hẹn sẽ trở thành điểm sáng của du lịch Mộc Châu, một trong những điểm đến hấp dẫn, thân thiện với môi trường và mang tầm cỡ quốc tế trong khu du lịch quốc gia Mộc Châu.